chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 2, có những nội dung chính sau đây. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã thúc đẩy gia tăng lượng khách du lịch đến với thành phố vùng biên Móng Cái. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo thu ngân sách, trong đó chống thất thu thuế xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Dự án trường học nước mưa nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, tái sử dụng tài nguyên nước. Thưa quý vị và các bạn, nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đồng bộ với tuyến cao tốc xuyên suốt từ Hà Nội Hải Phòng đến Móng Cái đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy gia tăng lượng khách du lịch đến với thành phố vùng biên của tỉnh Quảng Ninh. Chị Khang, du khách Hà Nội và gia đình dành 2 ngày cuối tuần qua nghỉ dưỡng khám phá tại thành phố Móng Cái. Kết nối cao tốc thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng giúp chị Khang cùng nhiều du khách đến với thành phố địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc dễ dàng hơn. Cứ nghĩ là cái đường nó xa rồi đi lại nó khó khăn ở kia. Thế nhưng mà bây giờ đi thì mình thấy tuyệt vời. Khi đi thì là không nghĩ là tưởng tượng ra là cái đường đi nó lại đẹp tuyệt vời như thế. Thế là đến đây thì là mọi người đều vui vẻ phấn khởi, không ai bị mệt. Hôm qua tôi ở Hạ Long cho đến sáng nay bắt đầu hành trình về với Móng Cái mà không tưởng tượng được là chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ. Đi một đoạn đường cao tốc có thể nói là đẹp và hiện đại bậc nhất ở Việt Nam. Thì tôi đã đến được Móng Cái, có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm những cái điểm đến thú vị ở Móng Cái. Từ khi có cao tốc Vân Đồn Móng Cái, du lịch Móng Cái sôi động hơn. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm nay, địa phương này đón trên 72.000 lượt khách, tăng cao so với cùng kỳ. Nhiều điểm đến duy trì lượng khách tương đối ổn định, khôi phục hoạt động nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Từ khi tỉnh Quảng Ninh cho thông tuyến tàu cao tốc Vân Đồn Móng Cái thì lượng khách đến tham quan Sa Vĩ cũng gia tăng đáng kể. Có những ngày cao điểm thì Sa Vĩ cũng đón hơn 1.000 lượt khách, còn ngày bình thường thì cũng duy trì ổn định. Để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, môi trường kinh doanh du lịch được đặc biệt quan tâm. Các điểm đến khách sạn trên địa bàn chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chú trọng xây dựng các sản phẩm tăng tính trải nghiệm, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tôi đã tăng cường bổ sung nhân lực, tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, sẵn sàng chào đón, cung cấp những chất lượng dịch vụ tốt nhất cho du khách. Cùng với thuận lợi từ hạ tầng giao thông, vừa qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái Việt Nam, Đồng Hương Trung Quốc đã bắt đầu khôi phục trở lại. Đây là tiền đề để địa phương hướng tới đón khách du lịch từ thị trường truyền thống Trung Quốc, phục hồi mạnh mẽ du lịch của địa phương vùng biên này. Năm 2023, với dự toán thu thuế xuất nhập khẩu được giao là 6.000 tỷ đồng, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo thu ngân sách, trong đó chống thất thu thuế xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với việc điều chỉnh chính sách phòng dịch COVID-19 của Trung Quốc từ những ngày đầu năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn rất nhiều, lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu ngày một tăng mạnh. Cùng với các giải pháp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã chủ động lên kế hoạch, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường công tác kiểm soát hải quan đối với các chi cục trực thuộc có luồng hàng hóa thông quan, đặc biệt chú trọng kiểm soát đối với các nhóm mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu vào Việt Nam, phân luồng kiểm soát xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi gian lận thương mại nhằm đảm bảo công tác chống thất thu ngân sách. Ngay từ đầu năm thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện xây dựng cái kế hoạch phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả năm 2023. Chúng tôi thực hiện nghiêm cái sự chỉ đạo của các cấp, đồng thời là chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu xây dựng cái kế hoạch chống buôn lậu gian lận thương mại phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi cũng tăng cường các biện pháp thu thập thông tin cũng như là cái công tác về kiểm tra giám sát trực tuyến và cung cấp thông tin cho các chi cục hải quan cửa khẩu để nhằm phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm. Qua công tác kiểm soát hải quan, nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan đã được kịp thời phát hiện xử lý. Qua đó cũng cho thấy gian lận thương mại ngày càng tinh vi hơn với nhiều thủ đoạn mới,
nhằm qua mặt các lực lượng chức năng như lợi dụng quy trình hải quan điện tử, hàng hóa được phân luồng xanh, luồng vàng, miễn kiểm tra thực tế để khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, xuất xứ nhằm trục lợi. Vì vậy, cùng với việc triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác kiểm tra giám sát, thì việc thực hiện quy trình giám sát kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu nghiệp vụ, từ khi tiếp nhận tờ khai hải quan cho đến việc kiểm tra 100% thực tế hàng hóa phân luồng đỏ là những giải pháp hữu hiệu nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, chống thất thu ngân sách. Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thường xuyên tuyên truyền cho cộng đồng các doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong khai báo thủ tục hải quan, đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế hàng hóa cũng như là ứng dụng các cái trang thiết bị hiện đại trong kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chống gian lận thương mại. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện nay, Hải quan Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, xử lý 79 vụ vi phạm, trị giá ước tính gần 18 tỷ đồng, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng. Năm 2023 dự báo sẽ là một năm nhiều thuận lợi đối với hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng bên cạnh đó cũng là những thách thức tiềm ẩn về buôn lậu, gian lận thương mại với nhiều hình thức tinh vi khó lường, đặc biệt là việc núp bóng dưới các hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu. Vì vậy, sự chủ động thực hiện quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ thời điểm đầu năm sẽ là một trong nhiều biện pháp để Hải quan Lạng Sơn tăng thu, chống thất thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023. Sau đây là thông tin giá cả thị trường đáng chú ý. Sau khi tụt dốc trong tháng 1 năm 2023, bước sang nửa đầu tháng 2, xuất khẩu thủy sản bật tăng trở lại, đạt 286,94 triệu đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Tính lũy kế từ đầu năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 742 triệu đô la Mỹ. Hiện xuất khẩu thủy sản kỳ vọng vào Trung Quốc khi thị trường này mở cửa trở lại. Đồng thời, ngành thủy sản của Việt Nam vẫn có sự lạc quan tại các thị trường có nền kinh tế tăng trưởng trong năm 2023 như khu vực châu Á, Trung Đông. Với mức giá lợn hơi hiện nay đang dao động trong khoảng 49.000 đồng đến 53.000 đồng 1 kg thì phần lớn người chăn nuôi bị thua lỗ. Liên tiếp giá lợn giảm trong nhiều tháng đã khiến người chăn nuôi có tâm lý e dè, ngại tái đàn, thậm chí nhiều hộ chăn nuôi đã phá chuồng, chuyển đổi mô hình sản xuất. Theo dự báo, chăn nuôi lợn trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp khó, chỉ ít là đến hết quý 1, nhưng khả năng kéo dài đến hết quý 3 là rất cao. Thép Pomina mới đây điều chỉnh giá bán tăng hơn 1 triệu đồng một tấn, đưa giá thép xây dựng của thương hiệu này lên gần 17,5 triệu đồng một tấn. Theo đó, mức giá mới của thép cuộn Pomina tại khu vực miền Trung loại Phi 10 lên 17 triệu 600 nghìn đồng đến 17 triệu 800 nghìn đồng một tấn, tùy tiêu chuẩn. Các hãng thép khác như Hòa Phát, Việt Ý, Thái Nguyên cũng có giá bán ra gần 16 triệu đồng một tấn. Còn giá bán lẻ tại các cửa hàng sẽ đội thêm vài triệu đồng một tấn, chủ yếu là phí vận chuyển từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Việc góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được các tỉnh, thành phố triển khai và thu hút được sự chú ý tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Trong đó có những vấn đề như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đại diện nhiều tỉnh thành cho rằng để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong thu hồi đất, luật đất đai cần quy định rõ tiêu chí các trường hợp cần thiết phải tiến hành thu hồi và phương án bồi thường. Nhận định thu hồi đất là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức và quyền lợi, sinh kế của nhiều người dân. Đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc cho rằng, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần làm rõ hơn mục đích, tiêu chí trường hợp phải tiến hành thu hồi đất, phương án bồi thường khi thu hồi đất. Để thống nhất về nhận thức và tránh phát sinh những khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện, cần làm rõ hơn về mục đích, tiêu chí của trường hợp thật cần thiết phải tiến hành thu hồi. Thực tế đã từng xảy ra việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án nhà ở thương mại, người dân có đất bị thu hồi được đền bù hàng trăm mét vuông đất ở nhưng không mua được đất trên chính mảnh đất của họ bị thu hồi. Vấn đề nhà nước thu hồi đất hay chủ đầu tư tự thỏa thuận với người có đất bị thu hồi cũng được các địa phương quan tâm và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đảm bảo quyền lợi ích của người dân nhưng cũng tháo gỡ được vướng mắc khi triển khai. Thông tin từ các doanh nghiệp phản hồi là bây giờ đối với một số cái dự án, nhất là các cái dự án về du lịch, các cái dự án các khu thể thao lớn, ví dụ như là các sân golf chẳng hạn,
và các dự án xã hội hóa mà không sử dụng vốn ngân sách nhưng mà trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục mà chúng ta thực hiện cái chính sách xã hội hóa mà được miễn tiền sử dụng đất thì cũng đề nghị là những dự án này được phép là đưa vào trong cái danh mục dự án thu hồi đất. Thì chúng ta miễn tiền sử dụng đất mà tiền thuê đất thì cũng tạo điều kiện để các cái doanh nghiệp, nhất là hoạt động trong các lĩnh vực mà chúng ta đang khuyến khích xã hội hóa, có cái điều kiện để tiếp cận để triển khai các cái dự án trong lĩnh vực này. Lắng nghe góp ý của các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mọi vấn đề xoay quanh giá đất cần phải thiết lập giá đất sát giá thị trường, làm cơ sở đền bù, tái định cư, bảo đảm công bằng, điều chỉnh hài hòa lợi ích của các chủ thể liên quan. Làm sao mà nhà nước đền bù cũng như doanh nghiệp đền bù? Tức là chúng ta phải tính toán bất cứ cái nào thì phải có quy hoạch 1-500. Chúng ta sẽ phải đưa ra đấu giá. Chúng ta phải tự nhà nước phải tính toán để làm sao mà cái giá nhà nước đền bù và các cái chính sách nhà nước đền bù nó đảm bảo cho lợi ích người dân, để người dân hoan hỉ, người dân là thấy là mình được nhận trong đó. Những góp ý của các địa phương đều xuất phát từ những điểm nghẽn bất cập trong thực tế triển khai luật đất đai hiện hành. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa sẽ kết thúc việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, khái quát từ thực tiễn để phản ánh chính xác tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân ở mỗi vùng miền với đặc trưng văn hóa, điều kiện kinh tế, tự nhiên khác nhau. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai hiệu quả, thu hút khích lệ hội viên nông dân tham gia, từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Ghi nhận tại huyện Vân Đồn. Bắt đầu mô hình kinh tế vườn đồi với diện tích trên 20 ha từ năm 2007. Đến nay, gia đình anh Trần Văn Hậu ở thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên đã trồng được 11 ha các loại cam V2, cam giấy, cam đường, cam sen, cho sản lượng khoảng 50 tấn một vụ. Trong đó, cam V2 là sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao của tỉnh. Cùng với đó, gia đình anh đầu tư phát triển du lịch sinh thái. Những mô hình sản xuất này mang lại doanh thu trên 2 tỷ đồng một năm cho gia đình anh. Mình thấy cây cam là một cái hướng đi đúng của địa phương cũng như là của gia đình nhà mình. Thứ nhất là nó mang lại một cái nền kinh tế so với các loại nguồn cây khác trồng ở trên đất Vạn Yên rất là tốt. Hai nữa là nó tạo công ăn việc làm cho người nhà cũng như là một số bà con hàng xóm ở xung quanh. Diện tích mặt nước biển cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư nuôi cá, nuôi ngao, nuôi hảo đại dương. Với động lực là nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, vay tín chấp ngân hàng chính sách xã hội, nhiều mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Vân Đồn đã thành công cho hiệu quả kinh tế cao, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng một năm. Được sự hỗ trợ của nhà nước, tức là tôi có được tiếp cận được hai cái nguồn vốn, mà nguồn vốn thứ nhất là của Quỹ hội nông dân huyện Vân Đồn, và cái nguồn thứ hai là cái ngân hàng chính sách, là tôi tiếp cận được khoảng 300 triệu, gần 300 triệu đó thì tôi mới cắm khoảng 2 hectare hầu, 2 hectare hầu nó mới, cho đến nay là tổng cái diện tích hầu của tôi là khoảng 4 hectare, còn lại là cá, và các cái lồng cá và nuôi nhà bè, tổng doanh thu thì cũng đạt tới 1 tỷ đến 2 tỷ, trừ đi thì cũng được 200-300 triệu trên năm. Hiện toàn huyện Vân Đồn có tổng số gần 4.700 hội viên, trong đó có 6 mô hình kinh tế xuất sắc tiêu biểu. Từ việc tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên không chỉ tích cực lao động sản xuất mà còn đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp ghi nhận đánh giá cao. Bước cùng phối hợp với các cái ngành ban của huyện để đầu tư hỗ trợ các cái nguồn vốn để cho các cái hộ dân có cái nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất phát triển kinh tế, và đồng thời nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật để cho các cái hội viên tiếp cận các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật để từng bước nâng cao cái sản xuất. Những việc làm thiết thực của hội viên nông dân huyện Vân Đồn trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, chung tay cùng địa phương thực hiện nông thôn mới nâng cao. Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm từ gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam, đặc biệt các tỉnh biên giới. Trường hợp bắt được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay. Trước khi tiêu hủy cần phải lấy mẫu gửi tới các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp với sự phối hợp của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt với trái tim hiến tặng được đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để thực hiện ca ghép. Ngày 24 tháng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhân nam 35 tuổi trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Tuy các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, song bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng chết não. Và mẹ anh đã đồng ý hiến tặng các tạng còn lại của con mình, cứu giúp các bệnh nhân khác. Sau khi kết nối với Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã vận chuyển trái tim hiến tặng ra Hà Nội ngay trong đêm và thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt vào lúc rạng sáng 25 tháng 2. Tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận sau 8 giờ ghép. Ngoài tim hiến cho bệnh nhân ở Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy còn nhận được 2 quả thận, 2 giác mạc và da từ người cho chết não. Các bác sĩ đã chạy đua ghép thận cho 2 bệnh nhân nữ còn trẻ tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Còn da được ghép cho nữ bệnh nhân 24 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang. Đây có thể nói là sự kỳ diệu của việc ghép tặng xuyên Việt trong việc hồi sinh sự sống và sự đóng góp của gia đình người bệnh để cứu giúp nhiều bệnh nhân đang ở bên cửa tử. Trong bối cảnh nguồn nước sạch đang ngày càng khan hiếm, Trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý nước và Môi trường đang triển khai dự án Trường học nước mưa tại 5 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Trong đó ở Việt Nam, mô hình được ký kết và xây dựng điểm tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, tái sử dụng tài nguyên nước. Hệ thống thu gom xử lý nước mưa này có khả năng cung cấp tối đa 500 lít nước uống tinh khiết mỗi ngày quanh năm cho học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm. Đây là công trình chuyển hóa nước mưa thành nước uống do Quỹ Hợp tác Mekong Hàn Quốc tài trợ xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 2021-2022. Trường Nguyễn Bình Khiêm cũng là trường học nước mưa đầu tiên tại Đông Nam Á. Thay vì thiết kế một cái bể chứa, thì là cái hệ thống này là thiết kế 4 bể chứa liên tiếp nhau. Thì qua từng bể khả năng lắng nó tăng lên và trong những bể hình thành đến màng biofilm có khả năng tự xử lý nước. Và ngoài ra thì từ cái trên mái xuống tới cái điểm búng nước thì là có rất nhiều bước để xử lý đệm. Thì nếu một cái bước mà có thể lỗi hay bị làm sao thì nó không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Với một cái quy mô là 95 lớp và 3.345 học sinh của nhà trường thì cái dự án nước mưa đáp ứng được khoảng 1/5 cái số lượng học sinh của nhà trường được sử dụng cái nguồn nước này. Nhà trường cũng mong muốn rằng là trong thời gian tiếp theo sẽ mở rộng hơn cái hệ thống lọc nước mưa để làm sao có thể đảm bảo được trang cấp cho 100% cái số học sinh, tiết kiệm cái chi phí cho nhà trường trong cái việc là cung cấp cái nguồn nước sạch cho học sinh. Dự án trường học nước mưa không chỉ cung cấp cho học sinh nguồn nước uống trong lành từ nước mưa mà còn khởi tạo nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, việc thành lập nhóm giáo viên học sinh nước mưa giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh, giáo viên toàn trường. Nhiệm vụ chính của chúng em là kiểm tra về cơ sở vật chất và chất lượng nước. Ngoài ra có các hoạt động khác, ví dụ như là viết các bài luận ảnh về bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn nước. Đồng thời là chúng em có tổ chức các câu lạc bộ nhảy điệu nước mưa theo dự án để có thể quảng bá truyền thông dự án này tới các bạn học sinh ở trong trường và các bạn học sinh ở trong nước và quốc tế. Chúng tôi rất ấn tượng với dự án trường học nước mưa tại trường Nguyễn Bình Khiêm bởi vì các bạn rất là sáng tạo trong việc trang trí, làm hệ thống rất là đẹp, thu hút được sự quan tâm. Nhóm giáo viên học sinh nước mưa cũng có rất là nhiều những hoạt động xã hội để quảng bá trong cộng đồng. Đây sẽ là hình mẫu để chúng tôi lan tỏa ra các trường học khác trên toàn thế giới. Và dự án trường học nước mưa của trường Nguyễn Bình Khiêm thì cũng sẽ được chúng tôi trình bày giới thiệu trong chương trình hành động về nước của Liên Hiệp Quốc diễn ra 5 năm một lần vào tháng 3 tới đây tại New York, Mỹ.
Mới đây, học sinh trường Nguyễn Bình Khiêm đã xuất sắc đoạt giải nhì hạng mục phóng sự ảnh chủ đề tới thăm hệ thống lọc nước mưa thành nước uống tốt nhất trên thế giới tại cuộc thi viết luận về hợp tác Mekong Hàn Quốc. Đây là thành công bước đầu của nhà trường trong việc hợp tác với các dự án nước ngoài, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó giáo dục học sinh tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Bản tin Chuyển động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.